Xin chào tất cả các bạn. Em chào các anh chị ạ. Các bạn ơi, hiện tại thì gia đình Hàng Nheo đang ở tiệm chụp ảnh này. Và chụp ảnh. Hôm nay thì gia đình Hàng Nheo sẽ đi chụp ảnh nha. Tại vì là nhân ngày sinh nhật của em Quỳnh Nhi nè. Sắp đến sinh nhật của em Quỳnh Nhi rồi nên là nhân tiện đây cả gia đình sẽ đi chụp một bộ ảnh nha. Ok, đi thôi. Cháu xin vào để con giấu kìa. Ôi, con giấu to kìa. Đây, đi vào đây. Tiệm chụp ảnh này thì rất là to luôn. Quỳnh Nhi ơi, thả dép vào ngoài này con. Thả giày dép vào ngoài này. Đó, bây giờ cùng đi vào nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chụp ba con sếp nha. Các bạn hãy cùng đón xem gia đình Hàng Nha sẽ chụp ảnh như thế nào. Wow. Ở đây có nhiều bộ ảnh đẹp chưa? Đẹp. Em bé thiên thần này. Em bé thiên thần á. Hôm nào em nhím một tuổi bảo em nhím xuống đây chụp ảnh nè. Nhìn đẹp. Đẹp không? Có nước nè. Nhìn như rượu ý. Rượu đâu mà rượu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn nha các bạn ơi. Ở đây thì có rất là nhiều concept để chúng ta chọn được đó. Ui mẹ ơi, nước mát đó. Nước mát hả? Quỳnh Nhi ơi. Dạ. Con đi chụp ảnh không? Dạ. Có, phải đợi một tí nữa nhé. Đấy, con nhìn thấy bức ảnh này của cô chú với chị kia có xinh gái không? Có. Dâu kìa, bố không có dâu. Hả? Bố không có dâu. Không dâu á? Thế chị lên kêu bố làm cái dâu giả là được. Không. Đây các bạn ơi, đây mẹ Hằng đang chụp để chụp cái phông đằng sau ấy. Phông mình đằng sau các bạn ạ. Đây, cho các bạn xem nhé. Ở trong này là rất cực kỳ là đẹp luôn. Một tí mình gửi lên trên thì mới biết được các bạn ạ. Đây. Các bạn nhìn thấy cái ảnh gia đình này to chưa? Wow. Ồ, to nhiều con nhiều. Vâng, đẹp hey, lắm. Hôm nào gọi ông bà ngoại, ông bà nội đi chụp một gái con nhiều. Vâng. Wow. Nhưng mà ở đây nhiều hơn. Con đứng gần vào đấy xem là có to bằng cái ảnh đấy không nào. Nhưng mà trên con bạn á. Thế con đứng gần gần lên là được. Đây. Đó, và nó to luôn. Siêu to. To okay. Hơn cả người con luôn. Đợi một tí nữa thôi mình chụp ảnh nhá. Vâng, ôi em bé kìa. Đâu? Em bé bí ngơ. Đâu? Yeah. Đâu con đi vào xem. Đâu? Chưa? Đâu em bé đâu? Đấy. Thì đáng yêu không con? Hôm nào bảo em nhím. Bảo em nhím xuống chụp ảnh như này nhá. Bảo em nhím chụp ảnh như này không? À, nhưng mà cả cơ tiên kìa. Nhím đẹp nhở? Bây giờ mình ra xem mẹ Hằng nhé. Mẹ Hằng vẫn đang chọn ảnh được các bạn. Bây giờ là hai mẹ con đi lên trang điểm nhé. Trang điểm xinh nhá. Hay là cứ để tóc buộc như thế này trang chụp ảnh. Chuẩn bị sinh nhật 6 tuổi. Là em ở nhà mình ạ. Đây. Wow. Các bạn ở đây đẹp rất chưa? Là nhiều phụ kiện luôn. Đấy. Đẹp chưa Quỳnh Nhi ơi? Đẹp chưa? Sao mình chị không vào được. Chị muốn lên tham khảo concept ạ. Vâng. Không, 6, 7 cái này thì đúng không? Ok. Nhưng mà... Nhưng mà... Đẹp chưa? Có đẹp đúng không? Quỳnh Nhi ơi, trang điểm Quỳnh Nhi vào trang điểm kìa. Chị thích chụp set này thì hai mẹ con thì có thể mặc yếm. Còn bố ấy mặc áo dài. Đây, bạn Quỳnh Nhi đang trang điểm các bạn. Đây, các bạn ơi, Quỳnh Nhi bắt đầu trang điểm này. Còn chị ấy nhìn có chắc. Đi ra ngoài phải đi gần bố mẹ chứ không thì lại sẽ không nhận ra nhá. Các bạn ơi, em Quỳnh Nhi thì đang trang điểm nha. Lần đầu tiên em Quỳnh Nhi được trang điểm xinh xong rồi là chụp một bộ ảnh thật là lồng lộn như thế này. Đúng rồi, vì ngày xưa đi bố hát ở trường cũng không trang điểm đâu, chỉ có son môi với lại bôi qua phấn một tí thôi. Xinh lắm rồi, các anh chị đợi xem nha. Ok, thế bây giờ anh chạy ra quay cho Quỳnh Nhi cho các bạn xem nhé. Ừ, là các bạn ơi. Ở chỗ chụp ảnh thì có đầy đủ luôn. Giày dép này, bờm này, quần áo này, người từ to đến nhỏ luôn, đủ các thể loại luôn. Mình đi chụp ảnh mình chỉ mang người không đến thôi. Đây, giày của mẹ cũng có đủ luôn. Đó, trời ơi. Bây giờ đi chụp ảnh thích nhỉ. Nhìn nè, những cái máy đẹp chưa. Không biết là bộ ảnh của gia đình mình sẽ như thế nào đây. Ok các bạn ơi, bây giờ hai mẹ con này đấy, bên đây là mẹ Hằng, còn bên kia là Quỳnh Nhi kia này. Quỳnh Nhi bắt đầu đang làm tóc các bạn ạ. Đây,
Ừ. Ôi tóc xanh thế. Tóc xanh thật đấy nhồng. Đây còn mẹ Hằng bây giờ trang điểm tí mới làm tóc các bạn ạ. Quỳnh Nhi kìa. Quỳnh Nhi ơi, làm tóc xanh thế này có mà đến tận Tết năm sau mới hết được nhỉ? Thì đỡ các bạn xem là mẹ Hằng với lại Quỳnh Nhi thay đổi như thế nào nhá. Thì gái thế nhỉ. Đây, mẹ Hằng bây giờ đang vẫn chưa khác gì cả. Đây có Quỳnh Nhi đây này. Quỳnh Nhi đâu xem nào? Đây ạ. Các anh chị có thấy Quỳnh Nhi khác gì không? Bây giờ dính rồi. Con thấy xinh không con? Có. Trời ơi, đẹp thế nhỉ. Chị thiên thần có bay lên trời không đấy? Không. Có biết bay không đấy? Không biết bay. Thiên thần. Đúng rồi, đúng như thế. Nhưng mà chỉ ra tay. Bây giờ Quỳnh Nhi sẽ đi thay váy các bạn. Muốn cả hai bên. Quỳnh Nhi ơi, ra xem váy đi. Đây đi, con đi vào trong này. Đi. Đây, con đi theo chị đi. Để xem váy nào để thành thân thần nhá con nhá. Vâng. Ok các bạn ơi, bây giờ Quỳnh Nhi sẽ đi chụp nhá. Quỳnh Nhi sẽ đi chụp một mình trước. Nó mẹ ngoài kia. Đây. Đâu với xem nào. Xin gái thế nhỉ. Tạo dáng với xem nào. Tạo dáng. Chụp ảnh kiểu gì nhỉ? Tạo dáng với thế nào? Hả? Bác ngồi dẫn nha. Ok, thì bây giờ lên đi. Bây giờ sẽ chụp ảnh cho con Nhi trước các bạn ạ. Thì nữa thì sẽ hai mẹ con chụp sau. Ok, đây là lên tầng 4. Đây rồi. Đây là trên tầng 4 chụp ảnh này các bạn ơi. Ở đây nhá. Đúng. Rồi, ở đây là đây rất nhiều cảnh luôn các bạn ạ. Con dẫm chân lên đây. Đấy chết. Dẫm chân lên. Đúng quá là đẹp luôn. Đấy. Em tên. Trời ơi, đẹp thế nhỉ. Anh Tùng ơi, lên tầng 4 đi anh ơi. Các bạn ơi, nhìn thấy Quỳnh Nhi đẹp không? Ngồi trong đây ra, đúng thiên thần thế. Xinh gái thế con. Chả xinh. Chả xinh nhé. Đây là có anh đang bắt đầu chụp ảnh như Quỳnh Nhi ấy. Con nghỉ đã để đợi chú xe lắp xong rồi mình cười nha. Rồi. Cho các bạn, cho Quỳnh Nhi cười nha. Các bạn nha, con chú xem hay lắm này bạn. Rồi, nhìn chú cứ xinh à. Kệ đó. Rồi, xinh quá. Cười lên, cười. Rồi, con hơi nghiêng đầu một xíu nè. Rồi. Một kiểu cười mỉm nè, một kiểu cười mỉm. Đúng rồi, nhìn chú. Đúng rồi, xinh. Đúng rồi. Xinh luôn. Bạn xinh luôn. Cho các bạn xem nhé. Quỳnh Nhi thì khi nào cũng cười tươi luôn các bạn ạ. Con nhắm mắt một cái nè. Con nhắm mắt vào con cười mỉm. Con nhắm mắt nhé. Đúng rồi. Đấy. Khen môi cười mỉm nè. Đúng rồi. Lúc này con giãn ra nhé, con đừng co lại như này. Chưa được làm YouTuber chuyên nghiệp bao giờ. Đây con dịch lên một xíu giúp cô này. Đúng rồi. Sau chụp ngồi trên ghế và chụp đứng, bây giờ sẽ chụp ngồi bẹt luôn. Ok. Quỳnh Nhi cười tươi cho đẹp vậy nhá. À thích bạn bơm bướm hả? Thì con kẹp đây nhá. Đúng rồi. Ok này, thích, con để đây. Thì thích cầm bơm bướm cho đẹp. À đây, một tay để như này. Đúng rồi. Ok, nghiêng đầu một xíu. Đúng rồi, Quỳnh Nhi cười xinh nha. Cười. Ấy ơi, ý ơi. Đúng rồi. Xinh quá. Thần luôn. Làm công chúa ngủ trong rừng một kiểu nè. Đây đây, con để sang bên này. Đấy, đúng rồi. Ngước mặt lên một xíu nè. Đúng rồi, nhắm mắt nè. Đúng rồi, ok. Rồi, xinh quá. Các bạn ơi, xem bây giờ có cách nào video đưa đổ. Giữ nguyên giúp cô nha. Giữ nguyên giúp cô này. Đúng rồi, em tươi lên một tí. Miệng em tươi lên một xíu, miệng em tươi lên một xíu. Đúng rồi, giữ nguyên này. Bây giờ mình đi thay váy nha. Sau bộ váy này bây giờ bắt đầu là đi thay bộ mới nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi thay váy khác. Sau đó lên mình sẽ cho các bạn xem bộ váy mới là như thế nào, có đẹp hơn không nhá. Đi thôi. Con bấm xuống dưới cho cô. Rồi. Nhi chụp giấy có tự tin không con? Con thích chụp ảnh không? Chụp thêm bộ nữa không? Tía chụp bộ nữa nha, tía chụp cùng bố mẹ nữa mà nhờ. Ông, mình ra đây xem nào. Ôi, xinh quá cơ. Rồi, con đi xuống. Ok. Em mời anh. Số 2 con ạ. Rồi, à. Cảm ơn con. Rồi. Quỳnh Nhi 10 điểm luôn. Tía cười tươi thế nha. Cô cứ bảo chụp như thế nào thì là con
Thế anh nghe lời cô biết chưa? Như bạn này được cái bạn ấy kiểu bạn ấy thích diễn ấy nên là em không cần phải chỉnh nhiều mấy, chủ yếu là chỉnh góc mặt cho bạn ấy thôi. Rồi đi thôi con. Ok, cô bạn bây giờ ra chọn anh mới này. Đâu? Chị Hương ơi. Em chắc là đi mua bộ gì váy rồi. Chọn bộ mới đây. À, hôm nay em được làm YouTuber. Chụp xong rồi. Con gái đã chụp rồi á. Đẹp không? Đẹp không? Thay váy trắng, thay váy trắng nha. Cô dâu ở đâu đấy? Không phải cô dâu. Không phải cô dâu quá sao mà xinh gái thế? Gái xinh. Thế thì con đi người mẫu mua thử xem nào. Mẹ ơi, xinh thế nhỉ? Mẹ đây này, kia. Mẹ đây này. Đang đợi mẹ. Bây giờ mẹ Hằng mới lạt tóc đây này. Trời ơi. Cô Nhi, mẹ có xinh gái không con? Có. Đâu? Xinh đâu? Con đang đứng gần mẹ xem nào. Đây, hai mẹ con cũng màu trắng tinh này. Cô Nhi ngoảnh lại đây đi. Cô Nhi, ngoảnh lại đây tạo dáng cho bố xem nào. Đứng xa xa ra chứ. Trời ơi, xinh thế. Giày bố này. Đấy, đây đôi giày của bố này. Giày tay của anh. Tay của con đấy. Bố cũng màu trắng bờ lè mà. Đúng rồi, cả ra là mình sẽ chụp bộ ảnh quần áo màu trắng luôn nhở. Wow. Ừ. Thế thì đẹp. Ok, tí các bạn xem gia đình mình chụp ảnh nha. Mẹ chưa tí. Từ từ đợi mẹ chứ, mẹ đã làm tóc đâu mà lên trước. Quỳnh Nhi cứ muốn đi lên chụp ảnh luôn. Các bạn ạ. Chứ mẹ Hằng còn chưa cả làm tóc lên đây chụp ảnh trước à? Các anh chị ơi, các anh chị nhìn thấy em đi đôi giày đẹp đẹp không? Đâu, út để xuống nào. Đó, đẹp thế, giày công chúa có khác nhỉ? Cốc, mình nói đi. Con nói đi. Các bạn ơi, bây giờ là đến lượt bố nhé. Để tạo một tí tóc cho đẹp trai bằng hai mẹ con, hai mẹ con xinh quá. Con quay chú đi. Chúng sợ mất phần. Bố nhanh lên đi. Đây. Ok, đợi bố một tí nhé. Xong tí lên hai bố con mình chụp ảnh trước nhé. Vâng. Ok. Mẹ Hằng kia. Đấy, con Quỳnh Nhi này. Rồi, bây giờ hai bố con sẽ đi chụp ảnh trước nhé. Đấy. Ô, thế là đi tất cả luôn à? Đi luôn, em xong rồi. Ok. Có khi này mình chụp mà hai bố con trước xong mới chụp gia đình nhỉ Quỳnh Nhi nhỉ? Không. Quỳnh Nhi. Không. Chụp ai chưa? Nhìn mẹ với nhìn Quỳnh Nhi, ai là công chúa? Ai xinh hơn nhỉ? Ai cười tươi hơn ấy là công chúa. Ok, tài bây giờ mình sẽ ra chụp ảnh như các bạn ạ. Đây. Đây, đây, đây. Ở trên này là trên tầng khác không ạ? Đây, trên này là chụp gia đình này. Đấy. Mẹ Hằng này ăn chén chiều cao rồi. Sau này sẽ chụp ảnh trong này các bạn nhé. Mấy cháu sẽ cầm ra ngoài. Tươi là tươi. Bố mẹ đi con á. Mấy cháu con cầm cái này. Hai vợ chồng nhìn nhau. Quý Nhi rửa tay, Quý Nhi rửa tay. Rồi. Ok. Bố mẹ cũng làm này luôn. Đấy, bố mẹ cũng làm này. Nên là bố mẹ ảo được con. Đấy, đúng rồi. Chỉ để cách ngoài. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Không, đừng đưa chút. Đừng đưa vào cả các người cách ngoài. Đấy, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Luôn này, mình ơi. Mẹ cho để tay ra xa một chút xíu đúng rồi. Ok. Đấy luôn. Cả nhà làm phải quay là quay. Quay là quay. Em vẫn để chân này. Đúng rồi. Quý Nhi phải khép chân nào. Quý Nhi khép chân. Cô đến các bạn này nha. Đến các bạn này để cùng. Bây giờ bao giờ cô bảo quà nó phát là Quý Nhi quà như này nhá. Ok. Lại nha. Một ai bạn cũng quà. Không không có để bây giờ cho bố đằng sau một tí ạ. Để cả nhà mà chụp cái lượng người. Tay phải này, tay bên này thì đặt chỉ. Tay trái mới đặt tay phải của.
Con giúp đầu lên chú. Bạn Quỳnh Nhi đang chụp với bố nè các anh chị ơi, đó cười tươi ơi là tươi luôn. Ui Quỳnh Nhi quay đây. Chinh nghe chinh chinh chinh. Mẹ 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 đi xuống tay nè. Đúng rồi, bố thương vào tóc mẹ kìa nè. Nhắm mắt anh ơi. Rồi, các bạn ơi, sau khi chụp ảnh của gia đình với lại chụp ảnh riêng của bố Hùng với mẹ Hằng xong, với lại mẹ Hằng với Quỳnh Nhi, thì bây giờ chuẩn bị đi chụp một concept nữa là chụp về Trung Thu ấy các bạn nhé. Vậy bên chị các bạn xem là ảnh của Trung Thu đẹp không nhá. Các anh chị ơi, bây giờ em sẽ chụp Trung Thu. Đâu để bố xem nào. Ui, xinh gái thế nhỉ. Trời ơi, đáng yêu thật đấy nhỉ. Đây này, mẹ Hằng cũng bộ cũng giống của Quỳnh Nhi đây này. Đang làm tóc rồi các bạn ạ. Đó. Hai mẹ con giống nhau thế. Trời giống nhau, bố trời giống nhau là gì. Thì bố làm sao giống được con với mẹ. Ôi dồi ôi, xinh như thế này tía xuống kia đi lạc đường là bố không tìm thấy đâu nhá. Nào, sao mà lạc được. Hai mẹ con đã biến hình thành công rồi này các bạn ơi. Mẹ đeo cái cài gì đẹp dữ vậy. Đây là cái trâm đó. Hôm nay mẹ biến thành Tiểu thư à. Đây, bố là hoàng tử à. Cái con là gì? Con là cô Tấm. Cô Tấm ấy. Đây, mình đeo cả gia đình nhà mình sẽ tiến hành đi chụp concept thứ ba nha. Ok. Chạy, đi thôi. Con đi trước đi. Ok, bố cầm túi đi. Wow, Quỳnh ơi, chỗ này đẹp thế. Có cái bánh gato kìa. Có bánh gato kìa con. Đấy, ăn đi. Cái này là bánh gato giả. Bánh giả hả? Wow. Ngồi cái gì đấy? Con gì đấy? Con gì? Con gì á? Ui, thiên nga kìa. Con không ngồi được trên nhà. Thế à? Con đang ngồi vào chú chó. Ui, trời ơi. Bánh trung thu này. Đây là chiếc bánh trung thu khổng lồ. Ăn một nửa rồi, con ăn rồi. Con ăn thử nào. Con hết rồi các bạn ạ. Bánh trung thu đấy thì đến bao giờ mới ăn xong? Vừa cắn. Cùng mẹ cho mẹ mượn. Đây, vào đây xem có hợp không? Không phải Tết trung thu. Không hợp hả? Vậy, xin không các bạn ơi? Hôm nay mình biến hình thành chiếc tấm đó. Nhìn nè. Mẹ ơi, con thấy ở đây có một chú thỏ. Wow, chú thỏ kìa. Ở đây có cái bánh trung thu còn to hơn nữa này. À, nhìn nào, bánh trung thu nè. Đây là concept trung thu này các bạn ơi. Tại vì sắp trung thu rồi nên là nhà mình làm một bộ ảnh trung thu nha. Nhìn nha. Con thỏ này đáng yêu nhưng mà mắt màu gì đó. Ui, mắt màu đỏ.
Anh chưa ơi, ở đây có một chú thỏ mắt đỏ này, giống y hệt chú thỏ này luôn. Chú thỏ trong kia cũng mắt đỏ à con? Đâu? Đấy, đây á. Trong này cũng mắt đỏ, mà ở cái này cũng mắt đỏ luôn. Ôi, đây là quả hồng này. Con giật ấm hồng. Không ăn được. Nào, Quỳnh Nhi đứng ở giữa đi. Đó. Quỳnh Nhi khép chân vào. Đúng rồi, nhìn mẹ nào. Con bảo em không mời. Con mời mẹ ăn bánh trung thu. Đến sang năm nhé. À, bánh nướng hay bánh dẻo anh à? Anh có xem bánh nướng hay bánh dẻo? Đây là bánh trưng. À, đỡ nhìn nhau thôi. Con nhìn chú này rồi cho mẹ thơm con một cái. Mẹ thơm nó đỉnh đầu con một cái. Đúng rồi, ok, yêu quá. Rồi, con ơi. Các bạn ơi, bây giờ bố Hùng sẽ chụp riêng nha. Để xem là bố Hùng có ăn ảnh không nào. Đâu, đây. Đi quay bố đâu. Bố hôm nay như là chú rể con nhờ. Vâng. Mẹ là cô dâu. Mẹ là cô dâu á. Nhưng mà sao mẹ thấy cái kẹo kia ấy đẹp thế? Cho con. Không, cái này là của cô dâu thôi. Còn của tấm cá mà không được nữa nha. Xem bố kìa. Xem bố kìa. Rồi, bố cười lên. Bố cười tươi lên. Cười lên nào. Cho anh cầm, không cầm cái bánh, anh cầm. Bố Hùng mời tất cả các bạn ăn bánh trung thu nè. Thấy không? Anh cầm kiểu cho mẹ để lấy điểm. Có bạn này đang là dạy cách tạo dáng nên là không cần biết dáng. Bạn đây, con công chúa này. Đấy, ơi, kiểu phải cúc đen hôm nay. À, con là tấm cám hả? Bố Hùng như kiểu gì? Dâu. Cô dâu á? Mẹ là chú rể. Con lại bắt đầu liên thiên rồi. Liên thiên gì mà liên thiên. Đến mẹ hàng chục bên mình này. Không biết để tí nữa mình sẽ cho các bạn xem ảnh xem là có giống thật không nhá. Quỳnh Nhi còn đang uống nước kìa. Bà ơi mẹ hàng đây. Đấy, ngồi đấy em tí. Đây, mẹ hàng đi các bạn này. Có hai mẹ con nhìn giống nhau thế nhỉ? Ừ. Nhi thôi. Nhi thôi. Nhi ngẩng mặt lên đi bố xem nào. Nhi. Rồi. Các bạn ơi. Ơi, nhà mình chụp ảnh xong rồi. Nhà mình chụp xong rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ đợi tính tiền nó về nhá. Bây giờ chụp xong rồi đợi để ấy chứ. Chọn ảnh chứ. Ok. Chọn ảnh thôi. Ôi của Nhi này. Thôi con đừng động vào đấy. Tí mẹ mình rửa mặt xong. Trời hay ơi. Là thôi em Quỳnh Nhi để thế này xinh rồi, cứ để thế này đi. Đúng rồi, mai đi học luôn. Đâu mặt à? Đâu, đâu bố xem nào. Đâu, để bố xem nào. Đây, cái này dính dính này. Đi về mẹ tẩy trang đó. Nhưng mà như này bố thấy xinh mà. Đâu quả nhất đây xem nào. Quỳnh Nhi. Cái đây, cái để đấy. Đấy, xinh gái như thế này mà. Này uống nước này con ạ. Cảm ơn ạ. Đây, phần mẹ hàng đây. Đã tháo cái tóc ra rồi đâu. Đây. Mình sẽ đợi một tí nữa là mình chọn ảnh xong rồi là những ảnh và chọn khung ảnh nữa nha các bạn. Mình sẽ chọn những khung ảnh này. Cái ảnh nào to, ảnh nhỏ. À đây là album à? Đây là album. Album. Nhưng mà gia đình hàng nhau sẽ không chọn album nha các bạn.